Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, tại khu vực biển cách đông đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang khoảng 15 hải lý, tổ công tác của đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG94533TS có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1977, trú tại Rạch Giá, Kiên Giang, khai nhận toàn bộ số dầu trên được thu mua từ tàu không rõ số hiệu và được vận chuyển bán cho các tàu cá trên biển. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, dẫn giải tàu về cảng hải đội 401 và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Kể từ đầu tháng 4 cho đến nay, đoàn trinh sát số 2 đã bắt giữ nhiều vụ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.